rám động lời Chúa. Thứ bảy tuần 25 thường niên, Luca chương 9 câu 43b tới câu 45. Lời Chúa. Phần anh em hãy lắng nghe cho kỹ những lời sau đây. Có người sắp bị nộp vào tay người đời. Luca chương 9 câu 44. Câu chuyện minh họa. India, một người ngoại đạo đến gặp vị đạo sĩ và thưa: xin Ngài hãy chỉ cho tôi một vị thần linh để tôi tôn thờ và một tôn giáo để sống theo. Đạo sĩ liền đưa Indira đến một tòa nhà rộng lớn. Nơi đó mỗi vị thần được dành cho một căn phòng riêng. Vị đầu tiên tức thần Vaya, đạo sĩ Makia giới thiệu: đây là vị thần đã hứa sẽ cất mất sự đau khổ khỏi thế giới con người. Nhưng Indira lắc đầu xin được sang căn phòng khác. Đến vị thần thứ hai, đạo sĩ Makia giới thiệu: đây là vị thần có bí quyết giúp con người tránh được đau khổ. Nhưng Indira sẽ ra hiệu cho đạo sĩ cùng đi nơi khác. Cuối cùng, hai người đến trước một người đang bị treo trên thập giá. Indira tò mò hỏi: vị thần này là ai mà bị treo trên thập tự như thế này? Đạo sĩ chậm rãi trả lời: đây là Chúa Giêsu Kitô của người Kitô. Với một chút xúc động lộ ra trên nét mặt, Indira xin đạo sĩ giải thích thêm về những gì cần phải làm để được trở thành môn đệ của việc treo trên thập giá. Đạo sĩ Makia ngạc nhiên hỏi lại: này anh làm tôi thắc mắc. Hai vị thần đã gặp lúc đầu, một đề nghị cất bớt sự đau khổ, một đề nghị tránh khỏi đau khổ. Anh không thích người nào cả, thế nhưng tại sao lại thích và muốn làm đồ đệ của vị chịu treo nhục nhã trên thập giá này? Đến phiên Indira giải thích cho vị đạo sĩ Makia: hứa làm cất bớt sự đau khổ trên trần gian này là lời nói suông. Người ta không thể nào cất bớt đi sự đau khổ trên trần gian này. Dạy con người tránh sự đau khổ là dạy con người sống khiếp nhược tránh né, thì người ta sẽ không bao giờ tránh được sự đau khổ này, thì sự đau khổ khác sẽ đến. Nhìn vào vị Chúa của người Kitô, chấp nhận sự đau khổ như vậy, con người được mời gọi hiểu ý nghĩa của sự đau khổ và chấp nhận nó. Và một khi hiểu và chấp nhận màu nhiệm đau khổ, thì niềm vui và an bình có thể đổ sinh cả trên thế giới không mấy tốt đẹp này. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy bị thu hút bởi đấng bị treo trên thập tự kia và muốn làm đồ đệ của Ngài. Suy nghĩ, có thể chúng ta cũng có lần lo sợ về những đau khổ, những thử thách mà chúng ta phải đương đầu. Lý do cũng chỉ là vì chúng ta chưa hiểu được giá trị của nó, cũng như chúng ta chưa nhìn thấy ý tốt lành của Chúa khi Ngài để cho những thứ đó xảy đến trong cuộc đời của chúng ta. Qua bài học Phật giáo của Chúa Giêsu, chúng ta phải xác tín điều này là những gì xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, đó là con đường đẹp nhất Chúa dành cho chúng ta. Xác tín được điều ấy, chúng ta sẽ như các tông đồ của Chúa sau khi Chúa đã phục sinh, nghĩa là không còn sợ hãi gì nữa.